Tinh hà sản lạn còn chưa kết thúc, Lộ Tư Ngô Lỗi đã dục dịch tái kết hợp phim mới. Dựa tin đồn, Lộ Tư và Ngô Lỗi sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau trong một dự án sau thành công của Tinh hà sản lạn. Tinh hà sản lạn hiện đang là bộ phim gây sốt trên màn ảnh Hoa ngữ. Với những phản ứng hóa học vô cùng đáng yêu cùng ngoại hình hợp đôi, Lộ Tư và Ngô Lỗi đã kết hợp và ngay lập tức chiếm được sự tin yêu từ khán giả. Chính vì quá đẹp đôi, khán giả mong chờ Lộ Tư và Ngô Lỗi có thể tiếp tục hợp tác trong một dự án mới sau khi Tinh hà sản lạn kết thúc. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn Lộ Tư và Ngô Lỗi hiện đang được cân nhắc vào vai chính trong một bộ phim truyền hình ngôn tình. Cụ thể, dự án mang tên Khởi đầu của chúng ta thuộc thể loại thanh xuân vườn trường và lãng mạn hiện đại. Các thông tin khác liên quan đến đạo diễn cũng như lịch bấm máy chưa được công bố. Ngay sau khi tin đồn nổ ra, nhiều khán giả yêu thích cặp đôi cũng đã bày tỏ sự phấn khích với lần tái hợp này. Cộng đồng mạng cho rằng nếu cặp đôi Tinh hà sản lạn có cơ hội tái hợp thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tạo thành một cơn sốt thực sự trên màn ảnh nhỏ, bởi cả hai rất phù hợp với hình tượng trẻ trung năng động. Việc đóng cặp trong một bộ phim ngôn tình hiện đại chắc chắn sẽ rất bùng nổ. Một số bình luận như sau: mong nhà đài có thể để cặp đôi này tái hợp trong bộ phim khác, thực sự đã ủng hộ couple này lắm đó. Còn đóng chung thì làm ơn để Từ Thạnh và Trình Thiếu Thương hạnh phúc trọn vẹn hơn ở thời hiện đại nha. Nếu dư này mà thật thì bùng nổ nhỉ. Hai bộ cho đến nay Lộ Tư Ngô Lỗi kết hợp đều là cổ trang, mong đôi trẻ kết hợp trong một bộ phim ngôn tình hiện đại. Lộ Tư Ngô Lỗi hợp với phong cách hiện đại, mong chờ bộ phim tái hợp của cả hai. Xem chừng hơi khó để một cặp đôi đóng cùng nhau 3 lần, nhưng nếu Tinh hà sản lạn thành công thì khả năng sẽ càng cao. Hiện phòng làm việc của Lộ Tư Ngô Lỗi chưa lên tiếng về tin đồn này, song khán giả vẫn đang rất mong chờ cặp đôi có một bộ phim nữa hợp tác cùng nhau. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.